Rồi bây giờ lại ra đồng các bạn ơi. Rồi hôm nay tiếp tục đến với bà con ở vùng đất lung đất trũng nha các bạn. Thì ở đây là trước đây là những cái khu mà vườn, sau đó người ta phá ra để người ta làm rẫy khoai nha các bạn. Người ta trồng khoai một thời gian, sau đó người ta muốn chuyển thành những cánh đồng để mà người ta trồng lúa. Do trước đây người ta phá vườn ra thì đất ở đây nó không có chân các bạn, nên người ta thấy nó xốp nó tơi, với lại đây là một cái vùng nó cũng ẩm thấp á, thuận tiện cho cái vấn đề mà người ta trồng khoai các bạn. Người ta sẽ lên liếp đó, người ta trồng khoai trồng thời gian á, thì người ta thấy không có hiệu quả, năng suất cũng không có đạt, với lại nó cực quá đó, người ta muốn chuyển về trồng lúa. Là đây là trồng lúa trước đây cắt tay không à, sau này có máy móc á, thì đưa nó lên để mà thu hoạch giúp cho bà con mình đỡ cực hơn đó các bạn. Nhưng mà rẫy khoai nó có đặc điểm nha, đất nó đa số là đất không có chân, ở đây là vùng lung á các bạn, nó trũng nó rất là thấp, nên nước ở trong ruộng mà có nhiều á là đa số là anh em mình vô là hay bị lúng. Ở đây lúng là chuyện thường tình luôn, như ăn cơm bữa luôn, có đôi khi là không lăn nổi bánh xích đi luôn nha các bạn. Giống lúa ở đây thì năm nay người ta trồng là 54 51 đó các bạn ơi, thì năng suất thì mình thấy cũng đạt á, tại vì ở vùng lung á thì nói chung là có nhiều đất phân lắm, các bạn thấy vàng lúa không, rất là ok nha các bạn. Bữa nay mấy anh em mình vô đây là một cặp máy 105 luôn nha các bạn, để thu hoạch đề phòng mà chiếc này lúng thì còn có chiếc kia để kéo nha. Rồi bây giờ là mời tất cả các bạn cùng anh em mình thu hoạch lúa cho bà con nông dân ở vùng đất lung đất trũng như thế nào nha, mời tất cả các bạn. Rồi tiếp tục cặp máy cắt lúa của ta DC 105 đang cắt lúa đất lung các bạn ơi, để đi dài dài lại quay cho mấy bạn xem nha. Cái này qua trước mở đường, còn cái này đang chạy qua rồi các bạn, nước quá nước rồi. Ở đây cắt giặt lung rồi các bạn. Ôi, nước rồi kìa các bạn ơi. Cái khu ruộng này bề ngang thì nó rất là nhỏ nha các bạn, nhưng mà bề dài rất là dài luôn, dài tới 400-500 mét luôn đó các bạn. Rồi bây giờ là anh em mình bắt đầu qua cắt luôn nha các bạn ơi. Rồi nước là lênh láng luôn, bữa nay vô dùng chủng hay là vô mánh luôn rồi, nước quá trời nước rồi các bạn ơi. Chạy là nói chung là khi mà nó bể mặt là nó sẽ rất là dễ bị lúng nha các bạn. Rồi bây giờ là mấy anh em mình tiến hành thả chạc luôn, hai chiếc 105 này là vô đây là bữa nay là bình phá hết cái khu này luôn nha các bạn. Hai chiếc máy cậu chuẩn bị làm việc nha. Này mấy anh em quen không ạ các bạn? Đó, mấy cậu chạy qua nè con. Cảm ơn. Mấy anh em mấy cậu chạy như là tàu biển vậy đó các bạn. Nước dẹt dẹt rồi. Đó các bạn thấy không? Rồi bắt đầu mấy bạn xem chạy nè các bạn ơi. Chạy về mà quay không kịp luôn. Con 105 bên đây đắm đuối rồi, trời ơi trời, coi kìa. Con thì chạy dục dục luôn. Con thì coi kìa, các bạn thấy không? Con này cũng đắm đuối không tệ gì con kia nha các bạn. Và cái đất này lung mà còn gặp mưa nữa. Anh em mấy cậu chạy kinh thiệt chứ. Chị sáng nước đó nha. Hôm nay thu hoạch ở trong đây nông dân mình trồng cũng là 54 51 nữa nha các bạn ơi. Lúa ở đây nước không à, mấy bạn thấy không, cái đường này phải chặt chuối để lót đường cho anh em máy cắt với máy cậu đi nha.
hai chiếc 105 hết các bạn. Cái ruộng này cũng quá dài luôn. Rồi xa xa đang cắt xuống mẫu các bạn ơi, cái mẫu này cỏ nó ngập mọc ngập đầu mình luôn rồi. Do nó trũng nó thấp với lại nước nó ngập quá, bà con mình ít có ra để chăm sóc cái mẫu lắm các bạn. Nhưng mà cái mẫu này cái bờ rất là lớn luôn nè, cái bờ này rất là dễ đi nha các bạn. Nói chung là cỏ nó mọc nhiều thiệt nhưng mà cái bờ nó rất là bự, mình cũng rất là dễ đi. Giờ là đang cắt ở trong mà cái hà mà này nó cắm này là nó kinh lắm các bạn ơi, tệ ghê lắm, tệ dài dòng mới là hết trơn khu này, quá trời nước rồi, trời ơi tới mâm luôn rồi các bạn ơi. Dưới đây máy con lâm nay chạy lên nha các bạn, xa xa với máy cậu đang chạy lên, nước ốc nổi không các bạn. Chiếc này nó chạy lên là mới ghê rồi các bạn. Quá đó các bạn coi nước nè, đỏ ghê chưa, quá trời quá đó. Chiếc này đẹp dữ lắm này nghe các bạn ơi. Chạy này là hơn cả bò bo luôn á các bạn. Bò bo nó chạy dạt nước mà cái này nó còn dữ hơn, nó chạy trên đất lung mà nó chạy quá trời. Rồi xa xa anh em đang sang lúa qua các bạn ơi, nước gì đâu mà quá trời nước này, này quăng xuống cái nữa là khổ cho nông dân thì bớt giá luôn các bạn. Mỗi lần vậy là chắc cả chục bao luôn các bạn. Chiếc kia đang cắt ở phía trước, nó bị mắc kẹt chân máy nên mấy bạn không thấy nha. Rồi hết rồi nè, còn ở trong. Rồi bên đây mình thấy chiếc máy này đang chạy lên nè các bạn. Rồi sau khi chắc lúa ra thì anh em mình lại tiếp tục cắt nữa nha các bạn ơi. Trời ơi cái ruộng cái gì nè, nước gì sâu quá thì sâu, ý là bơm ra hỏng gài nha các bạn. Máy cậu bên kia vừa qua luôn kìa. Trời máy này nó trao kìa các bạn ơi, các bạn máy dưới cũng vậy luôn. Cậu này không xong rồi, lúng cái gì rồi nè. Lúng rồi. Oh, quá hay.
này là nước nổi ốc cục luôn. Máy cậu của mấy anh em mình đang đậu để chờ máy cắt cắt có nhiều lúa mà đi gom lúa vô nha các bạn. Hai chiếc đang cắt tuốt trên chỏn luôn.